Mời quý vị và các bạn cùng báo Tây Ninh Online cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trong tỉnh, trong nước và thế giới tính đến, đến 18 giờ ngày 9 tháng 6 năm 2020. Toàn tỉnh Tây Ninh hiện có 54 người đang được cách ly tại các cơ sở y tế, 220 người cách ly tại các khu cách ly tập trung. Trong đó, cách ly tại K71 là 134 trường hợp, tại khu cách ly kết thúc xá trường kinh tế kỹ thuật 79 trường hợp, khu cách ly siêu thị miễn thuế Thế Kỷ Vàng 6, khu cách ly K48 1, tại các nơi khác trong tỉnh là không người. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn có 11 trường hợp đang được cách ly tại nhà, nơi lưu trú. Có 4.330 người phải thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú đã qua 14 ngày. Số người Tây Ninh thực hiện khai báo sức khỏe toàn chân tại cổng khai báo điện tử. Tính đến chiều ngày 9 tháng 6, có 69.682 người tự nguyện khai báo, 50.971 người đã cài ứng dụng khai báo y tế điện tử. Công tác theo dõi điều trị các ca bệnh xác định, tính từ đầu vụ dịch đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 4 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, bệnh nhân 117, 118, 252, 315 đã điều trị khỏi 4 trên 4 trường hợp. Công tác khác, thực hiện thông báo số 177 ngày 8 tháng 5 năm 2020, kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp thường trực Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19. Thông báo số 164 ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng chống dịch COVID-19, Chỉ thị số 19 ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, và Công văn số 830 ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 chỉ thị số 06 ngày 25 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Thông báo số 182 ngày 15 tháng 5 năm 2020, kết luận Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp thường trực Chính phủ về công tác phòng chống dịch COVID-19. Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo, ngày 9 tháng 6 năm 2020, có 7.181 trên 217.497 tương đương 3,3% học sinh trong toàn tỉnh vắng học. Về tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước, bản tin lúc 18 giờ ngày 9 tháng 6 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết trong ngày không có ca mắc mới COVID-19, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe cách ly 8.182, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện 141, cách ly tập trung tại cơ sở khác 7.093, cách ly tại nhà nơi lưu trú 948. Theo báo cáo của tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, trong ngày có một bệnh nhân được công bố khỏi bệnh là bệnh nhân 326, nữ, 20 tuổi, tại Bệnh viện Giả Chiến Củ Chi. Như vậy, đến thời điểm này, Việt Nam đã chữa khỏi 317 trên 332 bệnh nhân, chiếm 95,2% tổng số bệnh nhân COVID-19 tại Việt Nam. Trong đó, 49 trên 50 bệnh nhân mang quốc tịch nước ngoài đã được Việt Nam điều trị khỏi Hiện còn 15 bệnh nhân đang được điều trị tại các cơ sở y tế, đa số có sức khỏe ổn định. Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị theo dõi sức khỏe tại các cơ sở y tế, hiện có 3 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 và 3 bệnh nhân có kết quả âm tính 2 lần trở lên với virus SARS-CoV-2. Hiện còn 11 bệnh nhân dương tính với COVID-19. Về diễn biến tình hình dịch COVID-19 trên thế giới, Tính đến 18 giờ ngày hôm nay 9 tháng 6, hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới ghi nhận có trường hợp mắc Covid-19. Con số cụ thể như sau: số mắc bệnh là 7.220.251 người, số tử vong 409.114 người, số bệnh phục 3.555.509 người. Sau đây là 10 quốc gia vùng lãnh thổ có số trường hợp mắc Covid-19 nhiều nhất trên thế giới: Mỹ 1.961.187 trường hợp, Brazil 707.412 trường hợp, Nga 484.630 trường hợp, Anh 288.834 trường hợp, Ấn Độ 267.614 trường hợp, Tây Ban Nha 241.717 trường hợp, Ý 235.278 trường hợp, Peru 199.696 trường hợp, Pháp 191.313 trường hợp, Đức 186.233 trường hợp. Bản tin cập nhật tình hình Covid-19 hôm nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.